呀，就中大灯，老给你安排，你看看你，然后他要到你那边陪我们这样子的人家。要么你把工作不干，特别要跟人家干几个长老就多的，跟你高家主谈，你这边说。đó tại sao? Tại vì mặc dù nó được cấu tạo từ các amin, thế cho nên nó dài cỡ nào thì hay cỡ đó, miễn nó có một đầu amin và một đầu trạng oxy thì phản ứng lithium sẽ xảy ra được nha. Thế cho nên enzyme cũng cho được phản ứng lithium như vậy. Và bây giờ mình sẽ đi vào các phản ứng thứ hai là phản ứng diure. Thì phản ứng này thì chỉ có những chất mà có hơn hai liên kết peptide liền kề nhau mới có xảy ra được nha. Các chị thấy cho nó chưa? Thế dạ? Tàu trang 102 là nói về phản ứng diure. Bây giờ lớn thì lại rất tổng thống tả. Rồi thấy ạ? Rồi như vậy thì mình nhìn vào cái hình mình sẽ thấy được á, cái hình cái phản phương trình phản ứng thứ hai. Nha. Thì các chị sẽ thấy được là hai phân tử diure trong môi trường CO2 cộng môi trường gì? Thì sẽ nó sẽ tạo thành được phức chất với đầu hai cộng từ hai cái liên kết COOH liên tiếp, và cái phức chất này sẽ có màu tím hồng. Các chị sửa lại màu xanh nha. Rồi phản ứng này các chị sẽ được gặp lại trên cái bài tập của mình. Tuy nhiên các chị sẽ nhìn lại chỗ này một chút. Các chị thấy là các chất mà muốn cho được cái phúc chất với đầu hai cậu phải có ít nhất hai liên kết cái tiếp liền kề nhau. Thế cho nên tối thiểu nó phải có mấy acid amin ạ? Phải không? Phải hai không? Mấy hả? Ba acid amin thì mới tạo được hai liên kết cái tiếp nha. Đúng không? Đấy cũng là điều kiện của cái chất tham gia hoạt động nha. Rồi kế đến giới thiệu với các chị là một số peptide có hoạt tính sinh học trong cơ thể rất là nhiều nha. Ở đây chị giới thiệu đại khái một số chất mà sau này các chị sẽ thấy có cái ý cho bệnh cho dùng thuốc, xong trong cái thuốc người ta ghi là dùng đường học của nó thì người tổng hợp được cái chất đấy, cái chất đấy có thể là những chất này nha. Rồi cái đầu tiên là bradykinin. Đây là một peptide có 9 acid amin, có tác dụng gây hạ huyết áp, tăng hoạt động từ kích thích, tăng phản ứng tự vệ và ở điều thấp. Đây đến là một cái loại peptide. Kế đến là adenine thì gây cũng gây hạ huyết áp trên trên. Rồi thêm một đứa nữa chúng ta dùng là một tripeptide quen không ạ? Quen, nó làm chuyện gì vậy? Nó làm gì ạ? Phải lung tâm thi đâu một tripeptide là có mấy là thế nào đi? Nó làm chuyện gì ạ? Nó làm gì mà qua thấy nó rồi? Không phải đi. Nó làm gì? Đúng rồi, nó sẽ giúp vận chuyển hydro, nó nói khác là nó sẽ giúp bảo vệ một số enzyme có chứa nhóm S không bị oxy hóa. Rồi kế nữa là peptide kháng sinh. Rồi anh này ấy là có 12 acid amin và được các chị chiết xuất từ cơ thể của viêm phổi hoặc là viêm nấm để tạo kháng sinh.
Rồi, đây là cấu trúc của một polypeptide có đến tổng 51 axit amin, có hai chuỗi S. Đó là công thức cấu tạo của insulin. Tác dụng của insulin là gây đừng quên. Và các chị nhìn vào hai cái chuỗi này nè, các chị sẽ thấy hai chuỗi này đã được nối với nhau bằng cái gì ạ? Bằng cầu nối insulin. Hay nói cách khác là nó sẽ được nối với nhau ở góc R của axit amin gì? Acid amin gì mà có nước gốc luôn khi nãy? Acid amin gì mà lúc hai chữ acid amin thì nó mình sẽ gặp lại. Cysteine, các chị sẽ thấy đây. Cysteine nó sẽ có góc R, nó chứa lưu quần và nó sẽ hình thành cầu nối disulfur. Chuỗi E và chuỗi B nối với nhau bằng hai cầu nối disulfur. Nhưng còn xét trong tổng công thức cấu tạo của anh này thì có mấy cầu? Ba cầu nối disulfur nha. Một cái cầu còn lại là trong chuỗi A, nó nằm gặp lại cái cấu trúc của nó. Ngược lại với insulin là glucagon, chỉ có một chuỗi thôi, bao gồm 29 axit amin. Rồi giờ mình sẽ đi sang cái phần kế tiếp, đó là lớn nhất là protein.